kiểu như là em thích mặc đầm nhưng mà em không có tiền mua đầm, xong cái em lấy mấy cái áo thiệt là bự, xong cái em mặc vô, cái em cột ngang bụng, cái em làm đầm, xong em lấy guốc lấy đồ của mẹ em mang. Hồi đấy là em cũng đã mập như này hả? Dạ đúng rồi, em mập từ nhỏ luôn rồi. Em đã đi hát lô tô lâu chưa em? Dạ em đi hát lô tô cũng được 2 năm rồi em. À thế à? Dạ. Thế hiện giờ em đang làm ở công đoàn nào không? Dạ đoàn thì của tụi em cũng như thành tự lập ra, cũng nhỏ không lớn lắm. Thế à? Dạ. Công việc hát như thế nào? 2 năm qua em mưu sinh với cái công việc hát như thế nào? Dạ thì công việc của em thì em vẫn đi làm bình thường, còn ca hát thì đam mê thôi. À. Mình làm để vì đam mê thôi. Hiện giờ công việc của em là làm gì ngoài ca hát lô tô này? Dạ công việc của em là làm nhân viên trong công ty. Nhân viên công ty à? Dạ. Nhân viên văn phòng à? Không, nhân viên trong công ty cũng như là nhóm trưởng gì đó. Thế hả? Dạ. Tức là em đến với lô tô như thế nào em? Dạ sao anh? Em đến với lô tô như thế nào? Bắt đầu với công việc lô tô như thế nào? Hát lô tô như thế nào? Là vì cái lý do gì mà em bắt đầu em đi hát lô tô đúng không? À. Cũng như là một cái cơ duyên đó, em nghĩ chắc là tổ nghiệp cho mình cái nghề đó thì mình cứ đi hát thôi. Nhưng mà bắt đầu như nào á? Có nghĩa bắt đầu như nào? Bắt đầu thì nói chung là em lúc em bắt đầu thì em cũng không biết gì. Cũng từ một người chị giới thiệu cho em rồi dẫn dắt em. Rồi mọi người nói sao về cái ngoại hình của em á, tại vì nhìn em rất là dễ thương, rất là nhưng mà có nghĩa là những ngày đầu tiên đi hát á thì em đóng cái vai trò gì trong nhóm, rồi những cái mảng miếng của em á để em thu hút khán giả như thế nào? Cái vai trò của em thì nói chung là em diễn thì cũng không có quậy lắm, nhưng mà được cái là em có duyên cho nên là khán giả thích. Kiệm lời quá vậy. Dạ. Bây giờ là sau hai, có nghĩa là bây giờ hiện giờ em đang chỉ là đi hát để gọi là vì thỏa mãn niềm đam mê thôi đúng không? Dạ đúng. Chứ không phải là vì mưu sinh. Thì khi mà đi hát này thì có bao giờ được gặp những cái lời tán tỉnh hay là chọc ghẹo của mọi người để cho mình không? Dạ nói chung những lời tán tỉnh, những lời chọc ghẹo thì cũng có. Nhiều khi người ta nói em là giống cô Út Bình Dương nè. Rồi có nhiều người thì hỏi là trai hay gái. Có nhiều người người ta nhìn em, người ta nói em gái cũng chừng. Có nhiều người ta nói em gái không à. Rồi nói chung chê bai thì cũng có, nhưng mà em kệ, em không quan tâm. Nhưng mà khi mà em nghe đầu tiên, lúc mà đầu tiên ấy, khi mà em nghe được những cái lời mà chê bai của mọi người á, nói về cái giới tính của mình nọ kia, thì em có giận không? Không, nói chung là em nghe em nói chung không giận, nhưng mà em buồn. Cũng như là nghĩ trong bụng đó, buồn thì có buồn, nhưng mà em nghĩ thôi kệ đi cho qua đi chứ. Mình sao mình biết được người ta. Rồi gia đình của em có ủng hộ em về cái con đường nào? Lúc đầu thì mẹ em không có cho em đi hát. Sau đó thì em thuyết phục mẹ em nói em vậy đó, thì em đam mê nghề ca hát này. Xong thì từ đó thì mẹ em cho em đi hát, mẹ em không có cản nữa. Có nghĩa là em come out với mẹ trước rồi đúng dạ, không? Đúng rồi. Là come out, nhưng mà come out rồi mới đi hát đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà khi mà come out thì có gặp khó khăn gì không? Nói chung thì em thì cũng được may mắn thôi mọi người, là từ lúc nhỏ là mẹ em đã biết em vậy. Giờ nhưng mà cái em bắt đầu em nhận thức là em là cái người hiện giờ em, nếu mà gọi là đúng đó, thì em là người chuyển giới hay là người gay hay là như thế nào thì nó đúng nhất về em? Đúng nhất về em thì em là người chuyển giới. Đã chuyển giới đúng không? Thì em bắt đầu nhận thức cái việc của em là chuyển giới từ khi nào? Em nghĩ em nhận thức được từ lúc em nói chung là cỡ khoảng 6-7 tuổi gì đó. 6-7 tuổi là lúc đó là em kiểu như là em thích mặc đầm, nhưng mà em không có tiền mua đầm. Xong cái em lấy mấy cái áo thiệt là bự, xong cái em mặc vô, cái em cột ngang bụng, cái em làm đầm. Xong em lấy guốc, lấy đồ của mẹ em mang.
Hồi đấy là em cũng đã mập như này hả? Dạ đúng rồi, em mập từ nhỏ luôn rồi. Dạ. Nhưng mà lúc mà đi mình em sẽ có hai cái luôn, mọi người sẽ nói về em, anh chắc chắn là sẽ có là thứ nhất là về giới tính của mình, thứ hai về cái ngoại hình của mình. Thì cái điều nào làm em buồn nhiều hơn? Nói chung về cái ngoại hình thì mình nghe cũng nhiều, lúc đầu nghe thì cũng có buồn. Có nhiều người nói trời ơi đi ra đường mà, nhiều khi có nhiều người nói vậy nè, trời ơi bd gì đâu mà bự chứ gì trời. Có nhiều người nói trời ơi nhìn gì đâu mà bự thấy ghê. Thôi mà kệ đi, mình nghĩ mình vậy thôi kệ, mình cũng nói suy nghĩ cho qua đi. Miệng đời mà sao mình trách người ta được. Rồi khi mà lớn lên á thì mặc dù là bố mẹ biết là mình như vậy rồi á, thì bố mẹ có nói gì hay là chỉ cho mình cái điều gì không, để cho mình phải có nghĩa là để đối với cả là xã hội á, có nghĩa là khi mà mình còn có nhỏ, lúc mà mình còn nhỏ. Mẹ em thì nói chung nhỏ tới lớn mẹ em có nhiều người nói với mẹ em là con bà hình như nó bị bê đê rồi này kia vậy đó. Xong mẹ mới nói là tôi á, con tôi trai hay gái gì cũng được, sao cũng được, miễn nó sống tốt, nó sống có ích cho xã hội là được. Có nhiều người người ta cũng nói, mẹ em nói là đi ra đường người ta nói gì kệ người ta, nhưng miễn về nhà cha mẹ mình chấp nhận mình là được. Đúng không? Nếu là mẹ em thì như vậy thì ba em có dễ không? Nói chung thì gia đình em thì mẹ em với cha em cũng thôi nhau lâu rồi. Cho nên là từ khi mà em lớn lên đó là em không có ở với ba em nữa. Cho nên là cũng dễ cho em. Là em ba em là sẽ rời em từ lúc em bao nhiêu tuổi? Ba em đi bỏ em lúc em 8-9 tuổi vậy đó. Dạ. Nhưng mà em cũng nghĩ rằng là do vậy mà mình cũng có cái xu hướng nhiều hơn về cái việc mà mình cần một cái người đàn ông nhiều hơn không? Em có nghĩ như vậy không? Dạ không, em suy nghĩ là chắc tại do trong em như vậy từ nhỏ rồi, chứ em không có nghĩ là tại vì gia đình em như vậy mà em mới thay đổi. Cũng là cái máu như vậy thôi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà em đã có mối tình nào chưa? Nói về mối tình thì em cũng nhiều lắm. Nhưng mà một năm cũng có, 2 năm cũng có, 3 năm cũng có. Nói chung mối tình dài nhất là 3 năm. Rồi. Nhưng mà em suy nghĩ vậy nè, riêng mọi người sao em không biết, nhưng mà riêng em thì em thấy cái tình cảm của thế giới thứ ba nó rất là kiểu như là cho dù có ở với nhau đi bao lâu đi chăng nữa cuối cùng cũng phải chia tay. Ít có khi nào mà được trọn vẹn lắm. Tại vì em yêu trai thẳng hả? Đúng rồi. Nhưng mà tại sao dại thế? Tại sao dại thế? Là sao anh? Tại sao dại thế? Tại vì biết là yêu trai thẳng nó sẽ rất là khó khăn. Thường người ta thường chỉ đến với mình trong một chốc lát thôi. Tại sao mà mình vẫn cứ đâm đầu vào vậy? Tại vì em suy nghĩ em không có quen, em quen cho thẳng mà. Tại vì ai mà đi chơi với em mà dẻo dẻo là em không có thích. Tại vì gay á là có nhiều anh tớp á, không có được mạnh mẽ như là chơi thẳng. Còn em là em thích người mạnh mẽ, hay bảo vệ được em. Em bảo vệ người ta hay người ta bảo vệ em? Em thì không đủ sức để bảo vệ người ta. Nhưng mà khi mà những cái vấn đề mà khi mà về cái ngoại hình của mình á, có bao giờ là cái trở ngại mà để em tiến đến với người ta không? Nhiều khi em nghĩ cũng là do vậy. Có nhiều người người ta thấy mình đẹp, cũng có đẹp đó, nhưng mà ngoại hình xấu. Không, cái sự dễ thương của em là khi mà anh mới tiếp xúc với em thôi anh đã thấy em rất là dễ thương rồi. Dạ. Rất là duyên dáng rồi ấy. Nhưng mà cái duyên dáng đấy thì dĩ nhiên là người đàn ông á, bao giờ người ta cũng sẽ có những cái là có thể là vui, ok. Nhưng mà người ta cũng cần những cái ngoại hình á. Nhưng mà điều đấy nó có bao giờ em có thúc đẩy em là em sẽ phải thay đổi về cái diện mạo của mình không? Cố gắng thay đổi thì nó có rất là nhiều cách thay đổi. Nếu mà vì một người nào đó mà em thay đổi là sẽ không có cái chuyện đó. Tại vì nếu sẽ thay đổi vì một cái chuyện gì đó mà nó quan trọng với cuộc đời của mình á, thì mình sẽ thay đổi. Còn nếu như mà thay đổi vì một người nào đó đến với mình thì chắc là em nghĩ là không có. Em sẽ không thay đổi. Ương bướng vậy hả? Dạ. Nếu như người ta đến với mình bằng một cái tình yêu thật sự là cho dù mình có xấu cỡ nào người ta cũng sẽ đến với mình. Đúng không anh? Không, nhưng mà có nghĩa là mình cũng nên hoàn thiện lại mình, bản thân mình hơn á. Có nghĩa là hoàn thiện mình hơn để hấp dẫn hơn, ví dụ thế. Nhưng mà em có nghĩa là hiện giờ em đang tự tin về cái gọi là cái sự dễ thương của mình nhiều hơn đúng không? Hơn là cái ngoại hình của mình không? Em nói về tự tin thì em cũng không có tự tin, nhưng mà em nghĩ là chắc em đủ dễ thương. Dễ thương thì dễ thương rồi, nhưng mà anh mới hỏi là thường thì là trong cái mối tình mà của em á,
thường thì ai sẽ nói lời chia tay trước? Thường thường là người ta không bao giờ nói là chia tay với em, là cũng như là em mà cảm thấy nó không ổn là em sẽ tự rút lui. Ờ. Em lại vậy. Có bao giờ trở thành người thứ ba không? Có. Em từng bị rồi, em sợ lắm anh ơi. Kể cho nào, kể cái nghe nè. Kiểu như là hả, người ta có bồ đúng không, người ta nói là người ta chia tay rồi, mà thì người ta đang ở chung với người yêu người ta luôn. Em thì em đâu có biết đâu. Xong cái là quen cũng mấy tháng nha. Thôi ôi, ném xíu nó bị tạt cái xít chết. Giờ sao, xử lý sao cái mối tình như vậy? Thì cái lúc đó thì nói chung con bé đó nó cũng nhắn tin với em, nó nói vậy. Xong cái em mới nói là nếu như em nói như vậy thì chị sẽ rút lui, tại vì chị không có biết. Nếu như chị biết chị sẽ không làm như vậy. Tại vì cái tình cảm của thế giới thứ ba tìm được người hợp nhau rất là khó. Nhưng mà nếu như chị biết mà chị làm như vậy chẳng hạn nào thì chị phá hạnh phúc của em. Thì mình nói vậy xong thì nó nghe cũng nói chung là cũng cảm thấy được. Cái sao thì nó cũng bình thường với mình. Nhưng mà bây giờ tính ra là bao nhiêu mối tình rồi? Em cũng nhớ nữa, chắc cũng là khoảng 8-9 rồi. 8-9 rồi đấy. Bây giờ là hai mấy tuổi, bắt đầu biết yêu từ khi nào? Em hả, em biết yêu hồi năm em 16 tuổi. 16 tuổi đã biết yêu rồi. Dạ. Kể về mối tình đầu đi nè. Mối tình đầu của em á là, nói chung là nó, mối tình đầu của em là 3 năm. Ồ. Em quen 3 năm, lúc đó em 16 tuổi mà người yêu em là 28 tuổi. Ồ. Hồi đó em đi làm trong một cái công ty á, xong là cái người đó là cháu của chủ á. Xong là cũng quen nha, nói chung là em muốn gì cũng được, cho em thích cái gì em mua, vậy em muốn đi đâu là cũng cho tiền em hết trơn á. Xong cũng như kiểu là gia đình á, gia đình không chấp nhận rồi. Em kiểu như em quen là phải công khai đàng hoàng chứ kiểu như mà nói này nói kia em là em không có thích. Lúc đó em chấp nhận chia tay, xong em đi luôn, em không ở đó nữa. Em đi chỗ khác em ở, xong em làm. Ôi em là đi làm từ 16 tuổi đã đi làm rồi không? Em đi làm hồi nhỏ luôn anh ơi. Có nghĩa là đó. Em cũng hoàn cảnh lắm chứ đâu, đúng không? Dạ đúng rồi. Em có thể chia sẻ về cái khó khăn của em lúc còn nhỏ như vậy không? Nói chung là lúc còn nhỏ thì mọi người, nếu như một cái hoàn cảnh mà gia đình mà không khó khăn á, thì họ sẽ được đi học nè, này kia đi chơi rồi này kia. Nhưng riêng em á là năm 16 tuổi rồi em đã đi làm. Em đi làm mà lúc đó em chưa đủ tuổi nữa, tại vì gia đình khó khăn á. Em nói một, nếu như mình đi học là mình, nếu mình chấp nhận mình học là phải lo cho đến nơi đến cùng. Nhưng mà mình giờ mình cảm thấy gia đình mình không có lo được cho mình thì thôi mình không học nữa, mình đi làm phụ gia đình. Thì lúc đó em mới đi làm. Em đi làm xong là bỏ học năm bao nhiêu tuổi? Dạ. Em bỏ học. Em học mới có lớp 5, lớp 6 là em nghỉ rồi. Nghỉ rồi hả? Dạ. Sau lúc đó em mới đi làm là lúc đó em chưa đủ tuổi, xong cái chị em mới làm giấy làm hồ sơ giả, lấy cái chứng minh của anh em mà dán cái hình em vô. Xong lúc đó nhìn mà em cũng già nữa. Chứ em xin vô được, em làm được 2 năm. Làm được cái gì? Em đi làm công ty á, lúc đó làm công ty gỗ anh. Trời ơi, giống thứ BD mà anh vô trọng làm nha. Ngày xưa em hiền kinh khủng. Em làm mà em bị ăn hiếp nè, em vô lát em ngồi em khóc luôn á anh. Xong nghe có khi họ nó mình đang ngồi dưới vậy nè, cho nó phang cây vô đầu mình chảy máu luôn. Mà không biết là nó cố tình hay là nó làm sao nữa. Ở đây em hiền, chỉ biết vô toilet thôi. Trời ơi mẹ ơi, con về con đi làm con bị ăn hiếp quá trời vậy đó. Chứ cũng không dám làm gì ta. Còn bây giờ là ăn hiếp người ta đúng không? Bây giờ này nói chung là không ăn hiếp nhưng mà ai sống mình sao mà sống lại vậy thôi. Khi mà vì sao mà cái mối tình đấy đầu tiên đấy nó lại bị tan vỡ vậy? Tại vì gia đình á, gia đình bên em thì không có nói gì nhưng mà gia đình bên đó người ta giàu mà. Con người ta nhận, người ta nói nhiều câu như là tại sao con gái nó đua mà nhắc mày không quen mà đi quen BD đồ này kia vậy. Mình nghe mình cũng cảm thấy buồn, thôi kệ đi, giờ gia đình ta không chấp nhận mình, nếu kéo người ta làm cái gì. Thôi mình chấp nhận hy sinh mình đi luôn. Rồi các anh người yêu cũ đã đi lấy vợ hết chưa? Chưa luôn anh. Chưa anh nào đi lấy vợ luôn? Chưa luôn. Mới tình đầu của em chưa đi lấy vợ luôn. Lâu lâu vẫn nhắn tin em hoài. Nhưng mà vậy em hững hờ đấy, trả lời nhiều khi em không trả lời. Nhưng mà tại sao em không cho người ta cơ hội? Nói chung là cơ hội chỉ đến có một lần, nếu người ta không biết nắm bắt thì thôi. Cái đó là tự người ta chứ không phải tại em. Cô gái cũng mạnh mẽ ghê. Thấy vậy chứ không phải vậy đâu anh.
là có rất là nhiều bạn nha. Có nghĩa là có thể sorry em nhưng mà có thể là ngoại hình hơn em luôn, nhưng mà họ lại rất là khó khăn trong việc mà tìm kiếm tình yêu á. Nhưng mà dường như đối với em là yêu đương nó không phải là điều khó khăn gì lắm đúng không? Đúng rồi. Nói chung em xấu thiệt, nhưng mà về chuyện tình cảm thì em cứ để nó tự nhiên đi, chắc nghĩ như em có duyên hay sao á, cũng có nhiều người tìm tới em. Hiện giờ là chính xác là em đã chuyển giới chưa? Dạ chưa anh. Em có dự định là bao giờ chuyển giới không? Nói chuyện định thì em cũng không định, nhưng mà chắc chắn là sẽ có. Có không? Dạ. Bây giờ là đang chuẩn bị cho cái việc dành dụng đúng không? Dạ đúng rồi. Ok, chúc em là sẽ sớm thực hiện được những cái ước muốn của mình nha. Dạ em cảm ơn anh.